hai vợ chồng cô đó là không có con, tính sinh bé út nè, là tôi cho 50 triệu. Nói thôi nhà con khổ cỡ nào chứ không có bán con đâu, khổ cỡ nào khổ chứ không có đâu con đó. Thôi con tự cho khéo con đó thôi, cho nó dễ gì con cần đâu. Trời ơi con mà đem cho đâu có cho đâu, con chú nó nói hoài người ta ngỏi muốn mua gửi cho 50 triệu để sinh bé hả? Ờ sinh bé nó không, nói con khổ cỡ nào con đi làm mũ con lo con chứ không có bán con đâu dễ gì. Ta nói gì cũng như bán rồi còn gì. Ở dưới lên đây là có nên làm một kiếm việc làm không? Dạ con đi tìm mẹ con đi đâu tính lên đây mẹ đi đâu? Dạ, con mới đi sỏi á, không biết có lên Sài Gòn hay là lên Đồng Nai, nếu mà lên Đồng Nai coi chừng có lên Đồng Nai nữa. Có cho địa chỉ không? Không có cho địa chỉ mà đi lại con biết sao? Không cho con hỏi cha con nó không biết nữa. Rồi không có đem điện thoại theo. Bà đi có đi với ai? Bà đi mình ba. Nhiều nên nó cho cầm cái giỏ sách theo á. Rồi cầm cái giỏ sách đi. Không có đem giấy tờ. Có đem giấy mà không có đem điện thoại thôi. Có đem giấy nha, có đem giấy. Không có điện về luôn mà cũng không biết máy đâu hả? Không có điện về luôn, con trực máy hoài mà không có điện gì. Cái kiểu này cũng khó chứ, đất từ Sài Gòn mà làm sao biết đâu. Nói Sài Gòn hay là Đồng Nai gì đó mà con đi đại vậy con biết được đâu. Ừ, phải không? Bây giờ phải biết ba đâu, đường nào. Như về nó gặp mẹ nó, cái coi. Cái này là tôi đi con làm bên gì vậy? Bên đó. YouTube. YouTube là sao? Là kênh YouTube đó. Con không coi YouTube hả? Trên YouTube con. YouTube á. Mình kêu. Mình à, YouTube mình là gọi là YouTube. Rồi như là quay về cái quay về một cái hoàn cảnh gia đình vậy đó. Rồi đăng lên cho cô bác anh chị xem vậy đó. Cái đó ta coi ta còn búa thêm á. Sao đứa con mà không lo cha mẹ rồi tao búa thêm. Có này cha mẹ con ở nhà rồi mẹ con mới thiếu tiền ta. Rồi mẹ con bỏ đi. Rồi con thấy con ở nhà vậy con làm cái người ta lại người ta đòi mẹ không có. Mẹ con đâu có nhà đâu. Rồi quay qua người ta đòi con. Người ta kêu bây giờ con phải trả. Rồi con nói nãy con cũng đứng ra con lãnh luôn. Rồi con góp không nổi con giọt luôn. Một ngày một ngày biết nhiêu tiền sao con góp nổi con chạy luôn. Rồi đi xe máy chở 5 người lên á. Thì con lên. Xưa có người hồi người xưa con rồi. Có dạ. Rồi giờ con lên con tìm mẹ con rồi gặp rồi kêu mẹ con về á như giải quyết cho người ta một là bán cái nhà nó luôn. Rồi còn dư nhiêu mình lấy còn vậy đó. Chứ giờ mà mẹ con đi hoài nếu giờ tiền mà, đâu 300-400 triệu mà trả đi, cho người ta. Đi mà không biết rồi thêm mấy người ở ngoài nữa, mấy người ở ngoài kiếm mẹ con á. Chứ cái người chủ nhà tao không có xiết. Đó đó giờ mà thì bán ai được thì bán này gửi trả người ta, còn muốn mà bán cho người ta thì người ta thối tiền vậy đó. Chứ tao không có làm khó. Đúng rồi, nợ với quê xíu người ta cũng không cảm nhận. Ví dụ trả cái vốn cũng được, người ta không có lấy rồi. Tiền mà cứ đi vay nóng trả lại cao. Ở đây là gỡ tiền xã đen mà chết. Ở đây mà hôm qua mới nhảy cầu hết đứa này không biết mắc nợ hay thất tình mình biết. Cái cầu Sài Gòn nhảy thì chết hoài. Mới hôm qua nhảy hết người nữa đó. Đó, nhảy hết người đó mà không biết mắc nợ hay thất tình mình biết. Cái chuyện nợ nần thì ai cũng phải làm người rồi, cũng phải có không nợ này cũng nợ kia. Mà giờ mình mắc nợ thì từ từ kiếm chỗ mình đi mần gỡ gối từ từ xin mấy bả mấy ổng là đừng ăn lời tôi nữa, tôi trả từ từ có nhiêu tôi gỡ nhiêu. Phải không? Còn đó là dạy gì mình tự giận rồi không. Cái chuyện bỏ xứ đi thì cái chuyện đó là đi là phải thường tình rồi ở gì chở tay không kịp là phải đi thôi. Đi rồi mình kiếm chỗ nào mình mần không định không mình điện những người nào mà mình mắc nợ á. Ví dụ cho tôi số điện thoại đi, tôi mần khá giả rồi tôi có tiền tôi dịch trả từ từ, đừng có ăn lời tôi nữa. Thiếu bao nhiêu khoanh dùng lại tôi. Ví dụ giờ tôi thiếu 10 triệu mà tôi đăng lời hoài tôi không thể nào tôi trả nổi thì 10 triệu để nằm đi, tôi có nhiều tôi gửi nhiều đó. Gửi mà người ta cho vay người ta đâu chịu dễ đâu hả? Không có nhiều nhân đạo người ta cho à, ta dân miền Tây là ta dễ lắm. Miền Tây ta không có ích kỷ vụ đó, có trả là quý rồi, đi thời gian về trả cái vốn. Trừ ra là thí dụ bây giờ là người ta không chịu lấy cái vốn là con cưng có cơ ngơi. Dơ rồi, dơ cái. Thấy không? Đi ngoài. Giờ mày đất đai mày mênh mông. Đi đi. Nhà cửa mày sang trọng. Đi ngoài em dắt con đi ngoài đi. 400-500 triệu. Đi ngoài đi. Cái vốn là ta không có cho đâu. Đi ngoài đi rồi cho mua cho con. Còn kiểu nghèo rồi, người ta chẳng hạn
đâu, công trình bốc giác hay là bạn bán số với tao vậy, người ta đâu có lấy lời, thấy không, tao cho trả vốn lại rồi quý rồi. Còn nhà con mày giàu cơ ngơi, mày mày có xe hơi rồi mày giàu, mày lúc mày lớp người ta mà tỷ mày trả cái vốn, tao đâu có chịu, không lấy lời chứ sao. Cô ngày bán nhiêu tờ vi số? Ngày 200. Anh chồng còn bán đi anh chồng. Ừ. Dạ. Nhậm nó nhỏ đi bán cũng có tiền. Bây giờ cho coi cái chỗ nào ổn định cái cho mấy đứa không, bây giờ cái bây giờ trời bán nói cho em nghe. Giờ mày phải kiếm cái nhà trọ chỗ nào rẻ rẻ. Dạ, chứ có cái chỗ có con nít không có có chỗ mà để nó đang ngủ dưới cầm cầu á. Phải nói với cầm cầu không có được đâu. Mua gió rồi có chỗ có con nít. Bây giờ phải mướn cái chỗ chừng 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi, 1 triệu 6. Vô cho bộ công an à, cái đường chỗ Miễu Ba Cô kìa đó, cái phòng dạy trọ dài dài trong đó thì cái giá thường 1 triệu mấy. Dạ, từ 2 triệu cho lại nước có thôi. Chỗ ở không đồng đó có ông anh không có được. Nói rồi dạ. Dạ để con thông báo với cho Thiện cái rồi mới được, tại vì đất Sài Gòn này đâu có ai mà cho ở không, sao cái gì cũng hỏi cha cha gì mình lớn rồi không sống dứt vô dứt dưỡng mà lộ về công an nó cũng thấy nó cũng hỏi chứ không phải có hứa với cha là ở đâu vậy đó, mình ở đây có nít là phải kiếm chỗ nào mình đâu có đi ngang gì được, cái gì quen không nói cha tiếng rồi đó cho giận à. Cha đâu? Cha Thiện á, cha làm bên YouTube á. Dạ. Dạ. Đó cũng nhờ cha giúp đỡ vậy đó. Cha của cha. Cha nuôi. Cha nuôi ha. Dạ. Cha xã giao. Ừ. Chứ bây giờ mấy ba bốn đứa con này đừng bọc sống vô dưỡng tội nghiệp cho nó. Dạ. Có ăn cho ngủ cũng phải có đó, cho nó kỹ lưỡng chút cho nó. Chứ để tăng rồi ngủ không có chỗ ngủ mà buổi mộng tội nghiệp. Mướn nhà trọ đi, tắm rửa có chỗ ngủ, chỗ nghỉ thôi. Cho mấy đứa nhỏ. Tháng có chịu mấy à? 200 tờ vé số ngày mà. Bây giờ cưng lấy đi, chị chỉ thầu đại lý chị đằng này nè, chỉ cho. Yeah. Đây mày lạ quá, tao nó nấu ra tao lãnh thì được rồi đó. Lạ rồi không biết sao chứ lấy ngày 200 bán kiếm mà. Ví dụ cho ăn uống đi, tao cho mày ăn uống là con cái cho mày sở phí mày ăn 150 đi. Yeah. 150 đi, còn 100 bỏ ống cái tiền nhà trọ thấy tháng được. Còn vợ cưng nhờ giữ con. Từ từ con nít thì đâu có bỏ được. Tại vì cũng có cái cô Mạnh Thường Quân còn bán hết sớm cũng xin dấu tên đó. Có xe đạp đi. Dạ, cô cũng tính cho mấy cái bao đồ mà để đồ xi á. Rồi để coi có chỗ ổn định thì cô nói là điện cho cô vậy đó, rồi cô gửi cho bán đồ. Bán đồ cũ hả? Bán đồ xi á, đồ xi á. Cô gửi cho đồ cũ, đồ xe đa. Đồ xe đa hả? Cô khoảng 20 bao. Hai vợ chồng rồi bán đồ trên mạng đó. Cũng như là cô biết con bán đồ trên mạng được. Vợ con cũng bán, mọi lần là nó bán đồ trên mạng đó. Ừ thì biết cái việc là bán kem này kia rồi sau thời gian rồi nó giữ mấy đứa nhỏ nè, nó không thời gian nữa. Còn nó giờ thôi mấy anh làm cho chứ giờ em con cái lu bu rồi em lấy em bỏ đi rồi nó khóc dậy làng đó. Mà thằng Quy này nó thằng sao Út này nó khó lắm. Nó dài từ đây nó đi ra ngoài kia chút xíu là khóc rồi. Ôi, sầm hết trơn. Bây giờ con nó còn nhỏ. Dạ. Giờ chú kiếm gì mần đi phụ đi rồi để cho vợ mình nhà giữ con. Không có bỏ giúp vô dưỡng mấy đứa nít tội nghiệp. Dạ. Lắm. Cái gì hôm qua bằng mẹ giữ. Con nít mà bỏ giúp vô dưỡng đâu được. Mình cũng phải chăm sóc nó. Rồi cưng là lo chạy bà ngoài. Ngày kiếm 200-300 ngàn cũng quý nữa, rồi về cô lo cho cuộc sống ngày đó đi. Dạ. Rồi tới đâu hay tới đó. Chứ bây giờ đùm bế sống đồ này là không có chỗ ngủ, ngồi trong có chỗ tắm rửa tội nghiệp mấy nhỏ. Bởi cho nó giàu lắm, con mẹ nghèo mà đẻ cho tao không đứa. Rồi đó có đặt vòng nữa con ra mà vô. Đó đó, mỗi lần vợ con có đặt vòng. Rồi bảy kế hoạch đó. Ở dưới quê thì mày cũng mày đẻ gì đó, đẻ qua rồi đừng nói là má tao đẻ tới mấy đứa phải không. Má tao nè, đẻ tới 15 đứa con, còn bà ngăn cửa đẻ tới 20 đứa. Đẻ 20 đứa không? 18 thằng con trai, hai đứa con gái, đầu tiên là con gái ra đầu tiên, cuối cùng gái út, bao nhiêu giữa còn trai không mà trời ơi, đừng nói là đâu mà đi bây giờ nhà bả 4 năm cái huy chương thắng chiến chết 5-6 thằng mà đó tao con gái tao gắn mắt lắm tao là giờ ngang cửa nhà lâu lâu tao nghe hù tao nói má ơi bên bác ba có người chết mà má ơi mà năm tao 13 tuổi nha, 13-14 tuổi tao khôn rồi dồn ra để với cái dáng mấy sông á tắm máu me không tao bơi xuồng qua tao dồn cầu ô kéo về máu me không chết lần hai à em về đi dùng giấm ở trong á rồi lính nó bắn chết cầu ô đem về máu me không tắm bà khóc xỉu lên xuống rồi ba hôm bữa đem về ngồi đó mà cái nhà bà ăn chết tổng cộng là 8 người đẻ 20 thằng trai chết 8 thằng đi trong rừng giấm.
vợ con cái trước mắt là lo cho nó đi. Sáng giờ ăn gì cho? Giờ con đi ra ngoài coi coi mua này kia cho nó ăn. Giờ còn chưa cũng chưa. Tại đi xe. Thằng này tao dòm nó dòm vô quái con đó nó tay nó bị nó nổi quằn tròn vậy nè, bây giờ nó hết nè cái quằn tròn á, giờ nó lột ra nó hết rồi nè, có nguyên vùng tròn vậy đó, nó bị nổi dị ứng gì dạ. Ở đây cái vỏ nữa nè, đây cô thấy không, kỹ lửa nó kiếm theo ba cái xe có mua thuốc cho nó uống không, nó bị dị ứng có. Nó bị dị ứng chứ cái lá mùn vậy đó mà bớt rồi nè. Chồng con giờ định đẻ thêm đứa nữa không không nghĩ giờ đang đầu cũng chết tao mà nghe nó đẻ nữa giờ ngưng luôn rồi đâu có đẻ nữa, thấy ai có bầu ở trong anh ta hồi trước cũng nổi tiếng trên mạng á con. Hả? Cũng được mạnh được anh ta nổi tiếng trên mạng lúc trước. Dạ. Cũng được mạnh thường quân giúp đỡ cũng cả 200 triệu á. Dạ. Rồi sao giờ vừa quê xài hết luôn rồi giờ đi nói chứ em có xài đâu. Ở này nè, cô Tấn này mượn đồng này, mượn đồng này lắp lắp người đầu kia, cô Tấn nợ là cô người nào hỏi nợ cũng không biết. Mượn đồng này rồi không có cái mượn đầu kia lắp qua lắp lại. Chỉ thiếu 10 triệu thôi, mày chỉ thiếu 10 triệu mày không có tiền mày quay lại này, nó đẻ mày ra 40 triệu mày xây không nổi, mày nãy giờ này mày cấm mẹ kia ra tới 100 triệu. Mày chỉ ăn có 10 triệu thôi, mày không có tiền mày xây tới, mày xây luôn, mày bóc đồ này, mày đắp đồ kia, bóc nọ ha, rồi xong nó đẻ ra 40 triệu. 40 triệu rồi mày ra, mày buông đồ này, mày hỏi đồ kia, mày buông đồ nọ, mày chạm qua chẳng lợi ra 100 triệu. Mấy người mà mắc cười góp à, dướng người góp, đẻ lắm, đẻ mày thì ghê lắm kìa. Đâu có, nó quay rồi 10 triệu, giờ cuộc sống nghèo đâu có trả nổi, cái mày hỏi người khác. Mày thêm một cây rồi, cái quay quay cái mày hết, cái đầu rồi hỏi người khác, đẻ ra chuyện lên à. Dướng tiền góp rồi mày thấy cái cảnh. Đẻ cũng như mà con gà mà đẻ trứng vậy đó. Cô vậy chưa mà sao cô biết hay vậy? Trời ơi, tao có đúng vậy không? Tao có nhớ em kìa. Trời ơi, nhớ em tao bỏ xuống 2 triệu mà ra. Có nhớ em. Có nhớ em chồng đó, đừng nói đâu chứ. 11 triệu đó, tới đó 12 triệu rồi, tổng tiền gốc tiền lãi luôn đó, 11 triệu đó. Người ta tính tới 12 triệu rồi, ta bớt em 1 triệu đó, đánh đừng chọc em. Mày giúp ba cái tiền gốc rồi ha, mà chỉ 20 triệu thôi. Đánh rồi con. 20, 10 triệu rồi nó đẻ ra. Ngoài giá. Dù mướn nghèo cháu nổi, nó đẻ ra cả 100 triệu luôn. Người ta cho tiền Mạnh Thường Quân ta cho rồi cái đêm trả nợ cho người cái người ta nói sao ăn xài hết. Chú này nói tôi biết, ta nằm trong hoàn cảnh ta thấy ta biết. Con về con thấy người ta đòi chút chịu không nổi cô ơi, rồi người ta đe dọa nữa. Điện thoại mà đe dọa không địt mẹ không, địt mẹ đủ bố không rồi sau. Rồi mày ha, tao giết cả nhà mày không kiểu đó rồi con nói thôi giờ trả đi cho nó rồi. Rồi bây giờ con nói im. Bây giờ kiếm chỗ nào ra miếng chỗ nào cho mấy con. Tao còn đe dọa gì nói xấu con lên cộng đồng mạng gì, con nói thôi giờ con thiếu tiền cô thì con trả cho cô. Cô chuyện trả cô thì thôi, cô nói xấu cái gì con đâu có chuyện gì đâu con xấu. Con có gì con nói à, con có là con nói, con có sợ cái gì nó phải chứ. Hâm he mình rồi. Dạ. Nó thì mới hâm he rồi, nó sống gì cái nghề đó là con nói dạ con có sao con nói vậy, con có đâu giống đâu. Mấy người cầm cho tiền góp, tiền đứng nha là cái lương tâm nó thề tới tổ rồi, là nó không có nhân đạo đối với mình đâu. Nói mẹ đi, chỉ biết tiền mày đưa cho tao, ngày nào phải đưa cho đủ. Thiếu là nó đem, là nó dùng quân sự không đó. Mà nó thề lòng nó rồi là một khi nó cầm tiền nó đưa mình là nó không có lòng nhân đạo đối với mình. Nói mẹ gì đi. Rồi làm một chuyện nó hết không trả nổi thì bán đất con vườn trả đó. Còn không trả nổi thì biến. Chứ đừng có nói thì những gì mấy người tiền góp tiền đứng. Đó nó thề rồi, nó thề với tổ nghiệp của nó rồi mà. Cầm nó đưa là nó chơi quân sự với mình không đâu. Giờ mày thang mày quỳ mày lại nó cũng không quan tâm đâu, đồng tiền của nó là nó nói đồng tiền khúc cuộc của nó là máu mèo nó đó. Có những người lòng hảo tâm ta thương mình á, thì ta cho mình, ta giúp mình, mày thiếu bao nhiêu anh em dòng họ giàu quá nha, tao trả cho rồi để tao xin cái lời được cũng được thì thôi, tao giải gì cho mày thì cái đó thì cũng hoặc mai. Còn mình nói nghe cái tiền mà ta cầm ta đưa mình á là đừng nên nói những người đó. Đó là nó thề tổ nghiệp nặng nề của nó rồi, nó không có nhân tâm nhân đạo đối với mình đâu. Hỏi tại sao người ta tự giận, tại sao mày cầu Sài Gòn ta nhảy từ cái chỗ thiếu nợ đó cùng quá. Ừ. Đừng cùng ta nhảy xuống chơi thiếu 300 triệu lấy đâu trả, hay là phải cần một tỷ buồn cùng người ta rồi ta phải nhảy thôi, không có đường nào bán đất, không có gì mà bán trả, phải nhảy thôi. Mà trong khi á mặt nợ dưới quê mình á
ta còn năn nỉ được, người ta còn gác bông bên. Bữa đi ở dưới xã Hồ Đen rồi mày chết. Dạ. Mày sẽ chết. Bữa lên đây ta. Trời ơi, dưới thằng Hồ Đen nó đem sổ hòa đình hộc khẩu mày nó ghi vô đó trơn. Dạ. Chứ khi mày hỏi 30 triệu, 40 triệu á, rồi ok, tôi đưa 100 triệu cũng vẫn đưa, 200 triệu cũng đưa, 1 tỷ cũng vẫn đưa. Nó lấy sổ gia đình mày, giấy chứng minh mày luôn. Nó khô tô nó dựng mày hết. Mày trốn đường nào? Mày không có trốn đường nào nữa. Nó cho đàn em nó lục cho mày thấy cái trăm. Mày đưa lên sao anh chào? Hả? Cũng như đoạn đường lên đây nè, không có hai vợ chồng cô đó là không có con, tính sinh bé út nè, là ta cho 50 triệu, nói thôi nhà con khổ cỡ nào chứ không có bán con đâu, khổ cỡ nào khổ chứ không có đâu con đó, con tự cho khác con đó thôi, ta nói dễ gì con cưng, con mà đem cho, đâu có cho đâu. Cô chú nó nói hoài người ta ngỏ ý muốn gửi cho 50 triệu để sinh bé hả? Ừ, sinh bé nó không nói con khổ cỡ nào con đi làm mũ con lo con chứ không có bán con đâu dễ vậy. Ta nói gì cũng như bán rồi còn gì mày xài cũng hết mà con mình đem về tiền cái người tốt này con mình xài thì cũng hết rồi. Trời ơi, rồi suy nghĩ đi. Con nói chắc đi chuột lại chắc 150 tỷ. Trời ơi, đem về ha, xin lỗi. Cái lòng nhân đạo người ta thương người cho ăn học nó gì ha. Con đi kiếm tiền con chuột. Trời ơi, cái lòng nhân đạo người ta nuôi dạ. Con mình để cho ăn học cũng nói gì. Nói chứ không cho ăn học thì nó quýnh con mình chết mẹ luôn á. Mình khổ chứ con cái tiền mình xài bữa cũng mất tiêu chứ. Con cái mình nó là niềm vui của mình mà. Mình mặn cực cái mình về cái mình thấy nó. Đúng rồi, mày nói chính xác. Đó. Không có buồn. Ừ. Tôi nghĩ là tiền thì cô để trong cấp. Ừ. Tiền nó đâu biết nói chuyện. Nó đâu biết nói chuyện đâu. Rồi đó rồi vài bữa sau nó nằm túi người ta. Ừ. Cô thấy là con cầm biết nhiêu tiền về rồi. Mai mình mất người ta rồi. Ước mơ con đủ thứ chứ. Ừ. Ước mơ mở tiền điện thoại rồi buôn bán bình thường như mọi người khác. Mà giờ ước mơ nó bay luôn rồi. Đó. Giờ con phải đi làm mẫu. Bây giờ mày ghi đây mày có giúp không? Nãy giờ tao thấy mày quay không nè. Mày giúp không? Chắc có giúp à. Thằng này chắc giúp. Mày giúp không? Đấy, chứ con bây giờ con tự lực gánh xịt cho chứ bây giờ con chứ tại vì con sẵn lên đây con tìm mẹ con chứ con lên con không dám nói với nhà là điện thẳng gia thị con không dám luôn á, cái số máy con không dám điện á, tại vì đó là bữa đó là mượn cái số ông anh á, dạ rồi nói điện tại vì nói dùng chiếc xe đó, rồi con nói giờ điện nói cha con qua lấy xe. Rồi ông hỏi bộ mới lên này nó rồi con mới lên rồi cha mới chạy qua chứ cha nó giúp cho con một lần rồi nên mình thấy ngại lắm cô ơi, rồi với mình tự lực kháng sinh chứ giờ cái gì mọi cái hậu quả gì thì con lãnh hết, con không có để ai. Tại vì anh đã một lần mà tôi muốn giúp đỡ số tiền cả 200 triệu đâu hết đâu nên người ta đâu giúp lần hai đâu. Cơ hội chỉ đến một lần mà. Thì có gì con có ai nói bây giờ không có bây giờ giúp bây giờ đừng giúp nhiều. Chừng 50 triệu có vốn giữ cho mấy đứa nhỏ là cầm gượng ăn ăn à. Rồi đi muốn mà thêm vậy đó. Còn nhiều cho 50 triệu thôi. Còn nghèo không có 50 triệu rồi, nhà giàu chứ sức. Giờ con nước rồi gặp mẹ con, rồi nói mẹ con là coi nhà dưới bán luôn. Rồi con dư được bao nhiêu thì cha mẹ con làm vốn buôn bán sâu này kia đó. Bán ở đâu? Mình về lên trên Sài Gòn ở cũng được. Có chỗ nào mà gần công ty hay gì đó mở bán sôi ra thì cha mẹ con cũng già rồi thì cũng bán được. Thì con cũng về trên này luôn chứ ở dưới giờ nợ là vậy rồi mẹ con thiếu rồi con thiếu nữa người ta tìm con rồi tìm mẹ con nữa giờ con đi là con có con thì con gửi ta được con, có ông anh ở dưới á con mặn cái con chuyển tiền về dưới thì được gửi nhắn gửi người này người kia vậy đó chứ trả cái một con trả không nổi nữa. Thôi bây giờ mà mắc nợ 200 triệu rồi bây giờ mà bỏ chuyện con đi giờ mắc nợ 200 triệu rồi mẹ con mà thiếu là 280 mấy triệu đó nghe cái cô nói đó. Rồi thêm mấy người vòng nữa cô tính ơi, hai đầu dây mà mẹ con mới đi đó ha là chỉ con theo con biết là hai đầu thôi là gần 10 triệu đó. Lên đây 10 năm rồi, rồi, rồi mấy người mà con chưa biết là con chưa ngày tao lấy 200 được xem tháng 6 triệu mà thấy nó tiền hồn thôi chứ còn cái vốn không thấy thấy nó tiền hồn 6 triệu tháng 6 triệu thì nhà trọ tao 2.5 triệu rồi cái tao đi lấy thuốc tủ gì hết trơn 10 năm mà tao không có dư đâu coi như tao già tao nằm xuống á thì con không lo không chứ bây giờ tao còn mạnh thì tao lội ngày nào hay gì nấy thì nhà trọ tiền ăn uống tiền thuốc
con đỡ lo một phần thời gian đi. Chứ bây giờ thấy ta lên 10 năm mà thấy không có dư đâu. Lên đây 10 năm rồi mà cái cuộc sống ba bốn đứa con mà mày nói thôi để mần gửi gì trả là gửi không nổi rồi, 200-300 triệu mà làm sao trả nổi, thấy không? Đất thì bán, bây giờ mày nghe tao khắc nghĩa nè, bán rồi đất ông bà 1-2 công mà bán rồi cha mẹ mình nằm xuống chỗ đồ chết rồi chỗ đồ chôn cũng phải có chỗ chỗ nằm, đâu có ý đi được, có người ý đâu có được, phải để hậu thân cái miếng đất đó đi để giường nó sau này tương lai cho con. Dạ, nhà con là xíu mà nhà con là trước ghi giấy bán nhà đó là mẹ con nè, cha con nè, mẹ con ký hết rồi đó, còn được nhiêu giấy con còn giữ đất đó. Còn nhiều không? Không nhiều. 60 mét vuông à, trời ơi chưa được là nửa công đó, 60 mét vuông, 1000 à, nửa công à, không nửa công mét vuông mấy 1000 á là vô công mày có dư mấy cái nửa công à. Đâu, nửa công hơn nửa công 500 mét vuông mấy nửa công chứ đây cái 60 mét vuông, trời ơi vậy là đủ cái nền nhà cái xíu đâu để trời ơi, có nhiêu đó mà sang có nhiêu tiền phố mà mẹ con đang thiếu tiền ta không sang được con trên thành phố mà 60 mét vuông hả? Dạ vậy được ta cho mà ta mình mượn ta đứng ra ta lấy tiền ta xây nhà cho mình nhà sau đó ta sửa sang lại rồi ê thành phố 60 mét vuông mà tiền không mày ta tưởng cái quê chứ cái quê nhiêu đó mà nhiêu tiền chứ thành phố 60 mét vuông được à, tỷ à mặt tỷ à, phải không? Dạ ở đó mặt tỷ được rồi em con.